Anh, không xong rồi. Có chuyện gì thế? Ok. Này, chuyện quan trọng như thế mà vẻ mặt anh chả quan tâm tí nào đấy. Anh còn lạ gì em nữa. Nếu mà cái câu chuyện ấy mà nó thực sự là quá quan trọng thì em đã nói luôn rồi. Nhưng mà đây em lại không nói thì chứng tỏ rằng cái việc này không đủ quan trọng để mà em phải nói luôn. Cái anh này. Ừ thì mà tóm lại ấy, là cái thằng bạn thiểu năng của anh ấy nó vừa chạy đi mất rồi kìa. Thằng Hải á? Nó chạy đi á? Là sao? Em kể cho anh nghe coi nào. Thì em đang ngồi trêu ghẹo nó như bình thường thôi, tự nhiên nó nổi điên lên với em. Xong rồi á, em mới cáu quá, em bảo nó là cút đi. Thế là nó chạy như bay đi rồi. Xong sao? Thì xong rồi em đuổi theo nhưng mà không tìm thấy nó đâu. Mà rõ ràng là em cách nó có một bước chân thôi, thế mà đã không tìm thấy đâu được. Thật á? Em cách nó đúng một bước chân? Thì 100 bước, được chưa? Anh còn lạ gì em? Với cả anh cũng nói với em nhiều lần rồi, làm gì thì làm, phải giữ được một cái đầu bình tĩnh. May cho em là hôm nay ở đây không có ai đấy, chứ nếu không, người ta sẽ phát hiện ra rằng vợ sắp cưới của chủ tịch lại làm cho chủ tịch phát điên, bỏ nhà đi mất. Chủ tịch, nó có phải là chủ tịch nữa đâu. Mà này, anh nói như thế, không sợ làm bẩn cái chức chủ tịch hiện tại của anh à? Yêu kinh nhỉ, hôm nay lại còn khó chịu thay cho cả anh nữa. Thế em thì không lo cho cái thằng chồng dở hơi của em nó chạy ra ngoài đường nhỡ nó có chuyện gì thì sao? Bạn thân của anh đang chạy đi mất, thế mà anh vẫn còn ngồi đây hàn huyên tâm sự với cả vợ sắp cưới của bạn thân nữa còn gì nữa. Thôi được rồi, em phải chờ anh. Đợi khi nào mà anh có một cái cơ to ở trong công ty này, lúc đấy anh sẽ biến em trở thành vợ chính thức của anh. Ừ, thì em cũng có dở hơi đâu mà yêu cái thằng thiểu năng đấy. Nhưng mà anh định không cho người đi tìm nó thật à? Thôi thì tạm thời cứ cho nó chạy long quăng ngoài đường một lúc đi. Bố mẹ anh thì cũng mất rồi, giờ làm gì có ai quan tâm nữa. Họ hàng thì cũng chỉ là họ hàng tiền thôi, chẳng ai quan tâm đến ai đâu. Anh nói thế tự nhiên em thấy thương thằng Hải thật đấy. Úi dồi, đây đang là vẻ mặt của người đang thương cho người khác đây. Anh này, nhưng mà anh cứ định để như thế thật á? Thì đương nhiên là anh sẽ không để như thế một thời gian dài đâu. Bởi vì anh là người được giao cho trách nhiệm trông coi nó. Bây giờ mà để lạc nó thế này thì cũng không nên. Nhưng mà bây giờ mà đi tìm nó về thì lại mất tiền thuê người chăm sóc cho nó. Thế nên là thôi, cứ cho nó chạy long quăng ngoài đường một thời gian đi. Khi nào mình cần thì mình đi tìm nó sau. Hơn nữa là cái chuyện này chỉ một mình em biết thôi mà, đúng không? Mà cũng may nhá, hôm nay anh cho bọn nó nghỉ làm đấy, em mới có thể hành hạ nó như thế được. Chứ cái thằng đấy cứ đần đần độn độn như con bò ấy, buồn cười chết đi được. Đấy, anh biết ngay mà. Thế nên là thôi, tốt nhất là cứ cho nó chạy long quăng ngoài đường đi. Khi nào mình thật sự cần thì mình sẽ đi tìm nó sau. Chứ bây giờ mà tìm nó về lại mất tiền thuê người trông coi nó. Mà nói thật với em là anh không hề thích nó. Giá mà ông trời. Rồi, em biết rồi. Cứ để cho ông trời định đoạt vậy. Vậy thì bây giờ anh với em phải đi ăn mừng cho cái vụ việc này chứ nhỉ? Cái anh gì đi? Đấy, đáo để lắm cơ. Đi. Nhưng mà sao cái khuôn mặt này nhìn quen quen thế nhở? Em không phải là Hải sao? Sao chị biết tên em ạ? Vậy em đúng là Hải à? Không phải là 3 năm trước đây em... Không lẽ là vì vụ tai nạn đó à? Sao lại thành ra như thế này được nhỉ? Thôi được rồi, đói đúng không? Thế bây giờ
chị cho đi ăn nhá. Thế nhưng mà quán chị bây giờ đóng cửa mất rồi. Mà ngoài này chả biết còn gì ăn không nữa. Hay là về nhà chị nấu mì cho ăn nhá. Ăn mì? Em thích nhất ăn mì. Ăn mì ngon đấy. Được rồi, đi. Sao không đi à? Chị nắm tay kéo em. Tại vì mẹ em hay làm thế. Mẹ em bảo làm thế mới không bị lạc. Hả? Nắm tay kéo đi thì không bị lạc. Thôi được rồi. Được chưa? Chị nể tình lắm, chị mới nắm tay đấy nhá. Đi, đi về nhà chị ăn mì nào, đi. Nhưng mà sao chị biết tên em? Em nổi quá làm gì nữa. Nàng ơi là nàng, lần sau nàng đi vào thì làm ơn nàng gõ cửa cho anh nhờ. Chứ anh đang làm việc thế này mà em cứ đi vào kiểu như thế, có ngày anh lên cơn đau tim anh chết luôn. Anh bậy, chết thế nào mà chết được. Thế người yêu của anh làm sao? À, chắc là lại đang suy nghĩ xem là mình sẽ nên mua Gucci hay là Dior thế. Anh cứ làm như là trong đầu em chỉ toàn những cái đấy không ấy. Chỉ là làm sao? Thì hôm qua em mơ là thằng Hải nó bình thường trở lại. Xong rồi nó trả thù bọn mình. Ôi giời, em nghĩ quá để làm cái gì. Nó mất tích được 3 tháng rồi. Nhưng mà đấy em xem, làm gì có ai gọi điện hỏi han đâu. Nếu mà có gọi, cùng lắm chỉ gọi 1-2 cuộc gọi là cho lấy lệ thôi. Nhưng mà em vẫn lo lắm. Phụ nữ bọn em đúng là. Ừ thôi được rồi, anh cứ cho như là nó bình thường trở lại đi. Nhưng mà ai có thể giúp nó bình thường trở lại được. Đấy em xem, sau 3 năm vất vả thì cuối cùng cái công ty này cũng thuộc về bọn mình. Lúc đầu ấy thì mọi người cũng phản đối kịch liệt đấy. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều nghe theo mình như một đống cu li vậy. Nhưng mà nhỡ nó bình thường trở lại thật thì làm sao? Phụ nữ các em suốt ngày lo thôi. Với quyền hành của bọn mình bây giờ ấy, thì việc bóp thằng Hải nó còn dễ hơn việc bóp nát một quả cam. Em không thấy thế à? Hơn nữa là tất cả những cái câu chuyện mà liên quan đến cái vụ việc của trước đây, anh và em đều lo liệu xong xuôi hết rồi còn đâu. Nếu mà nó bình thường trở lại, nó đi tìm hiểu thì có phải đào xuống dưới tận địa phủ may ra mới có thể tìm được hết. Ừ nhở, sao em lại quên chuyện đấy được nhở? Thế chứ. Đúng là người yêu của anh bây giờ yêu nhiều quá lú luôn rồi. Em quên mất việc, để chữa bệnh cho thằng Hải, anh đã phải gia tăng thật nhiều các loại thuốc khác à? Phải làm như thế mới có thể chữa được. Chữa được cho nó mau lành, đúng không? Ừ. Anh đúng là liều thuốc an thần của em đấy. Thế mày cũng lo. Này, làm cái gì đấy? Nhân viên nhìn thấy thì làm sao? Nếu mà chẳng may nhân viên nhìn thấy thì mình cho nó thành thằng Hải luôn, sao đâu. Cái ảnh này, báo cáo kế hoạch mới ấy, em vừa gửi cho anh rồi đấy. Anh phê duyệt giúp em đi nhá. Phê duyệt á? Phê duyệt thì phải chờ xem tối nay em thể hiện thế nào đấy. Thôi, em đi trước đây, không mà có đứa vào lại rách việc ra đấy. Lại lệch rồi đấy. Thấy chưa? Nhưng em làm lần thứ 5 rồi, nó cứ lệch chưa phải do em đâu. May cho em là chị là bà chủ đấy nhá. Chứ không cứ ngày nào cũng đi muộn như này, chắc là tôi đến cạp đất cho cậu ăn thôi. Đi ra đây. Chỉ cho chỉ lần cuối cùng nhá. Làm sai nữa là chị phạt trừ cơm đấy, biết chưa? Không biết làm cái gì. Bảo bao lần rồi. Đây này, bây giờ đầu tiên để hai hàng áo, hai vạt áo bằng nhau. Phải vuốt thẳng ra. Rồi, bây giờ đóng cúc vào. Đóng từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên cũng được. Nhưng mà thường thì người ta hay đóng từ trên xuống. Hiểu chưa? Đóng từ dưới lên như thế. Rồi.
nhìn kỹ vào, sao không bảo nữa đâu đấy. Để em làm nốt cho ạ. Ờ, làm đi. Sao giờ mình mới thấy có gì đó sai sai nhỉ? Hình như là em xong rồi. Ờ, đúng rồi đấy. Lần sau cứ như thế mà làm nhá. Em cảm ơn. Thôi được rồi. Chị làm sao ấy ạ? Bình thường em ôm chị có đẩy em ra như thế đâu ạ. Thôi được rồi. Đi làm đi, nhanh lên cho kịp giờ buôn bán cho chị. Nhanh, đi cho sớm chợ. Sao chị Linh lại bỏ mặt rồi? Giật cả mình. Có cần phải đánh tớ đau như vậy không? Cho chừa. Biết tớ hay giật mình rồi lại còn cứ dọa. Mà hôm nay không đi làm à? Freelancer mà, thích đến công ty lúc nào mà chả được. Này, cậu ta ở với cậu cũng phải được 4 tháng rồi đấy. Không tính đến lúc gọi tìm báo người thân cho cậu ta. Làm gì phải báo tìm, tớ tự biết. Cái gì? Cậu biết đấy. Thế sao không... Không thích thôi. Nhưng mà lý do là gì? Lý do thì cũng khó nói lắm. Nói chung là cậu không nên biết. Tớ không nói với cậu ấy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Không phải cái gì biết cũng tốt đâu. Ơ, cậu ăn nói buồn cười nhỉ? Thế còn coi tớ là bạn thân của cậu không đấy? Thế cứ chả nhẽ là bạn thân thì chuyện gì tớ cũng phải kể cho cậu nghe à? Lúc nào cảm thấy thích hợp thì tớ sẽ kể, thế thôi. Cậu nghĩ cậu đã bị bẩm sinh hay là do lớn lên bị một tác động khác? Về sau? Cậu trả lời gì mà nhanh thế? Thì nhìn là biết chứ sao? Tư duy của cậu ấy còn khá là tốt. Tớ nghĩ là chắc là cũng được đào tạo học hành tử tế. Cái gì cậu cũng biết về cậu ta. Lại còn ở với nhau thì... Thì sao? À, không có gì đâu. Mà thôi, tớ vào trong phụ nhân viên pha chế đây. Bà chủ nhỏ ấy, lau bàn cho sạch vào đấy nhá. Nào, đi vào đây. Ngồi xuống, nhanh. Em xin lỗi mà. Chị đã bảo là không sao rồi mà. Em mới đổ một tí bột mì thôi. Ngày trước chị còn làm đổ lanh tanh mảnh ra cơ mà. Thế á? Chị lừa em làm gì? Thôi, bây giờ ngồi đây chơi. Lát nữa chị bảo anh Huy mang giấy bút xuống cho mà vẽ nhá. Chị phải đi có việc đây. Em chơi ngoan với anh Huy nhá, biết chưa? Chẳng thích anh Huy tí nào cả. Sao lại không thích anh? Tại anh cứ gần chị Linh của em kiểu gì ý. Chị Linh của em? Chị Linh nào của em? Chị Linh bảo với em như thế tối qua mà. Hải. Không có gì đâu. Hôm qua Hải xem phải đoạn phim tình cảm xong rồi cứ gặng hỏi đủ thứ. Tớ không biết trả lời như thế nào nên tớ trả lời bừa, chắc là Hải hiểu nhầm đấy. Tớ đang nghĩ gì đâu. Mà trông cậu cứ như kiểu có tật giật mình ấy. Đâu có đâu. Thôi tớ phải đi có việc bây giờ đây. Cậu liệu mà trông Hải nó tốt nhá. Con tim láo toét này, tại sao lại không nghe lời mình nhở? Đúng là tình cảm 10 năm không dễ gì mà quên được mà. Chị Linh đi rồi, không có ở đây đâu mà làm mình làm bậy. Chơi gì thì chơi đi.
cái thằng này láo nhở. Cứ để như thế này ấy, mình lại mất cơ hội với Linh mất. Linh cũng nói thằng oát con này không phải là thiểu năng bẩm sinh mà. Nhỡ đâu một ngày nào đó. Anh ơi, sao nói bí mật của chị Linh mà lại phải kéo em ra tận đây anh? Em thấy chỗ này nó vắng vẻ với là nó ít người quá. Em sợ ma. Gì cơ? Sợ ma? Thế mà cũng đòi bảo vệ Linh. Ra đằng kia ngồi nói chuyện đi. Anh có chuyện gì mà nói với em à? Mày ở với Linh ấy, đến bây giờ chắc cũng phải được nửa năm rồi. Sao? Thấy thế nào? Dạ. Mày có biết là tao ghét nhất là phải hỏi lại câu hỏi lần thứ hai không? Em thấy chị Linh cũng tốt này ạ. Sao nóng hết cả mặt thế này? Mặt nóng? Mày thích Linh à? Thích là thế nào anh? Có thấy tim đập nhanh không? Khi mà ở gần Linh ấy, tay chân thì lóng ngóng, suốt ngày toát mồ hôi, tim thì đập nhanh. Mà khi mà Linh ở bên người đàn ông khác ấy, thì rất là không thích, rất là khó chịu. Ví dụ như là khi mà Linh ở bên cạnh tao. Em không phải là em cố ý ghét anh đâu, nhưng mà đúng là em thấy khó chịu thật. Chuyện bình thường thôi. Nhưng mà thích một người ấy, nó không chỉ đơn giản dừng lại ở đấy đâu. Vẫn còn nữa à? Đúng, còn nữa chứ. Thích ấy là phải để cho người ta cảm thấy hạnh phúc, người ta cảm thấy thoải mái, người ta không cảm thấy vì mày ấy mà người ta phải mang thêm một gánh nặng, cảm thấy mệt nhọc hơn. Mày đã làm được chưa? Mày ở với Linh suốt 6 tháng trời, mày đã làm được gì cho cô ấy chưa? Mày đã giúp được cái gì chưa? Mày bảo là mày thích cô ấy, nhưng mà mày không cảm thấy là mày đang làm phiền cô ấy, mày đang là gánh nặng của cô ấy rất nhiều à? Em không có. Mày không có? Thế mà vừa mới sáng nay. Mày không có? Thế mà chỉ vừa nãy thôi. Chỉ là có một vị khách vô tình đụng phải Linh mà mày đòi đánh người ta luôn. Mày có biết như thế là mày đang cản trở công việc làm ăn của Linh không? Còn nữa, mày không để ý là đơn giản nhất, mày làm việc nhỏ nhặt nhất, đấy là mày ăn cơm thôi, mà mày cũng để rơi vãi ra ngoài. Thế thì mày chỉ nghĩ xem, như thế thì mày giúp được gì cho Linh? Mày không cảm thấy là ấy, mày đang trở thành gánh nặng của Linh à? Để Linh phải mệt mỏi rất là nhiều à? Không có như thế đâu anh ạ. Chị Linh thương em cực. Hả? Thương á? Mày có chắc không? Có chị Linh hay bảo với em như thế mà. Đây, xem đi. Cậu cứ chăm lo cho nó như thế, không thấy phiền à? Phiền chứ, phiền chết đi được. Phiền mà còn muốn lo cho nó như thế tận hơn nửa năm, nó khác gì mấy cái đứa trong viện tâm thần đâu. Thì chán quá, không có gì làm thì nuôi tạm. Chừng nào chán ghét nó thì tao bỏ nó thôi. Có phải là một cách ngu nhiên gì đâu mà lo. Loại như mày thì chỉ có chó nó yêu thôi. Mày không thấy ai cũng chán ghét mày à? Cũng có phải là yêu hay là thích một cách cuồng nhiệt thì đâu mà lo. Không, không. Cô đi, các người cô đi. Tốt nhất đấy.
là mày nên biến xa khỏi đây đi. Đừng có làm hỏng chuyện tốt của tao với Linh. Hải ơi, chị về rồi này. Chị mua sô-cô-la em thích về đấy nhá. Em mà không ra chị ăn hết đấy. Tớ có mà. Cậu ta bảo là mệt muốn về nghỉ ngơi là tớ đưa cậu ta về. Thấy cậu ta ngủ ngon lành rồi mới đi về cơ mà. Không sao thế. Alo. Alo. Huy à, cậu có chắc là đã đưa Hải về nhà chưa? Trời ạ. Đâu mà không biết. Ôi, thiệt thật đấy, tai nạn nghịch thế nhỉ. May mà báo cứu thương kịp đấy. Chứ không thì mày mà cậu vẫn còn thở đúng không? Chắc là không sao đâu. Nhưng mà ngất lịm đi thế kia thì à thật đấy, đâm người xong thì bỏ trốn đi này, chịu luôn đi, khổ thật đấy. Bây giờ trẻ thế không có gì được. Tai nạn á? Linh. Em ơi, em không sao ấy. Không sao. Chứ em không sao. Thật sự cậu nói như thế mà được à? Cậu cho người tìm kiếm Hải kiểu gì mà cả một tháng trời không thấy đâu. Loại vô dụng như cậu sao có thể ngồi yên ở vị trí này được? Dạ thưa bà, cháu cũng đang rất cố gắng để đi tìm Hải rồi. Chứ nhưng mà... Thôi im đi. Tôi nói cho cậu hay, trong vòng một tháng mà cậu không đưa được thằng Hải về đây cho tôi thì đừng có trách. Già như vậy rồi mà không ăn phận ở bên Pháp đi, còn về nước còn bị quái gì không biết nữa. Anh Thanh, em đây. Vào đi. Thế nào rồi? Mụ ta nói gì với anh? Còn nói cái gì nữa? Bà ta ra lệnh bắt anh phải đi tìm thằng Hải về cho bằng được. Mà thì quái nào anh lại quên được cái thằng bắt con đấy có bà nội ở bên nước ngoài nhỉ? Liệu là bà ta có gây cản trở gì cho mình không đấy? Nhỡ mà... Ồ thật đấy. Cả nhà làm gì có ai để ý thằng Hải đâu. Có mỗi một mình bà nội nó là để ý đến nó. Thế nhưng mà bà ta suốt ngày ru rú ở bên Pháp chục năm trời rồi có thấy cái gì đâu. Tự nhiên đùng một cái. Thôi thì trước mắt cứ đi tìm cái thằng Tiểu Năng nó về đã. Bà ta lại còn yêu Hải như thế nữa chứ. Bây giờ phải làm thế nào? Bọn mình đi được đến đây không dễ dàng một chút nào cả. Nếu như mà bần cùng thì phải làm theo cách cũ thôi. Vẫn là anh quyết đoán nhất đấy.